Lạy Chúa, kể từ đây con hiến trao cuộc đời, để đời con thuộc trọn về Chúa, sống với Ngài trọn tình hiến dâng. Đường con đi dẫu ngày mai bao khó nguy gian tràn, nay tình con vẫn một lòng. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Thuộc trọn về Chúa. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Anton Vũ Quốc Thịnh và audio sách đạo. Mãi yêu Ngài, không phút nào ngơi, để tình con vẫn một lòng sắt son. Mãi yêu Ngài, không phút nào ngơi. Chính sách các vua quyền thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennacherib, vua dân Assyria, đã phái các sứ giả đến với vua Ezekiah và dặn rằng: Các ngươi hãy nói với Ezekiah, vua Juda như thế này: Chớ để Thiên Chúa mà vua tin cậy mê hoặc vua nghĩ rằng thành Jerusalem sẽ không bị lọt vào tay vua dân Assyria. Vì chính Đức Vua đã nghe biết những gì các vua Assyria đã làm khắp mọi nơi, đã tàn phá các nơi đó thế nào. Có lẽ nào một mình vua sẽ thoát khỏi? Vua Ezekiah đã nhận và đọc thư do các sứ giả trao cho. Vua lên đền thờ Chúa, trải bức thư đó ra trước mặt Chúa và cầu nguyện cùng Chúa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các vệ binh thần. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa các vua trên mặt đất. Chúa đã dựng nên trời đất. Xin lắng tai nghe. Lạy Chúa, xin mở mắt nhìn xem. Chúa hãy nghe các lời vua Sennacherib đã gửi đến, để lăng mạ Chúa hằng sống của chúng con. Lạy Chúa, quả thật, các vua dân Assyria đã hủy diệt các dân và đất đai chúng, đã vứt các tượng thần của chúng vào lửa, vì các tượng thần đó không phải là Chúa, song là sản phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, nên bị họ hủy diệt. Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua Sennacherib, để mọi vương quốc hoàn cầu biết rằng chỉ có mình Chúa là Thiên Chúa. Vậy Isaiah, con trai Amos, sai người đến tâu vua Ezekiah rằng: Đây là những điều Chúa là Thiên Chúa Israel phán. Ta đã nghe các điều ngươi cầu xin ta về Sennacherib, vua dân Assyria. Đây là lời Thiên Chúa phán về vua ấy: Trinh nữ Sion khinh chê và cười ngạo ngươi, thiếu nữ Jerusalem chế giễu sau lưng ngươi. Từ Jerusalem sẽ còn lại một số người, và từ núi Sion sẽ có một số người được cứu thoát. Đó là điều mà lòng nhiệt thành của Chúa các đạo binh sẽ thực hiện. Bởi thế, Chúa phán những điều này về vua dân Assyria: Vua sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn được một mũi tên nào vào thành, chẳng dùng thuẫn mà vây hãm thành, chẳng đắp lũy quanh thành. Vua tới lối nào thì sẽ về lối ấy và sẽ không vào được thành này. Đó là lời sấm của Chúa: Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh ta, cùng vì David tôi tớ ta. Chính đêm ấy, Thiên Thần Chúa đến giết 185.000 người trong trại quân Assyria. Sennacherib, vua dân Assyria, trở về và ở lại thành Ninive.
Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia. Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. Alleluia, alleluia, alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liền cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta. Vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng là đường thênh thang đưa đến hố diệt vong, mà nhiều người lại qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đưa ra khuôn vàng thước ngọc về bổn phận của mỗi người đối với tha nhân. Sự độc đáo nơi nguyên tắc của Ngài không chỉ là không làm những điều tiêu cực mà còn phải làm những điều tiêu cực, điều tốt cho anh em. Nghĩa là sống bác ái, là cho đi với tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Chúng ta thấy con người của chúng ta rất đặc biệt. Chúng ta mang trong dòng máu của nguyên tổ là chúng ta ích kỷ. Chúng ta ích kỷ, chúng ta tự cao tự đại. Chúng ta dễ bị đi vào cái con đường loại mình, loại trừ anh chị em đồng loại. Và cái câu mà Chúa nói ngày hôm nay, điều anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em hãy làm cho người ta. Phải chăng đó là một cái lời nhắc nhở, phải chăng đó là một cái lời dạy dỗ rất hay. Cuộc đời của chúng ta ích kỷ. Chúng ta chỉ muốn và chúng ta chỉ bắt người khác làm những điều tốt đẹp cho mình. Trong khi đó, mình lại làm những điều xấu cho anh chị em đồng loại. Phải chăng, đó là cái cám dỗ cuộc đời của chúng ta? Điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì mình hãy làm cho người ta như vậy. Đó là một cái quy luật rất dễ thương và rất thực tế trong cuộc đời. Có thể nói rằng gieo gì gặt đó. Chúng ta gieo tình thương, chúng ta sẽ gặt được tình thương. Chúng ta gieo lòng nhân hậu, chúng ta sẽ gặp được lòng nhân hậu. Lúc còn ở học viện, có một cha dạy chúng con và chúng con cảm thấy rất thích. Cha nói rằng là, xin anh em đừng nói với tôi về lòng bác ái, nhưng hãy nói về sự công bằng. Hãy nói về sự công bằng trong cuộc sống. Và đặc biệt trong đời sống cộng đoàn đó, cái sự công bằng nó quan trọng lắm. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi lại nhớ về một đời người. Phải chăng may nhờ rủi chịu? Phải chăng trong đục cũng đành? Phải không anh, phải không em? Ai cũng chẳng việc nhẹ nhàng, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ sẽ dành phần ái. Gian khổ sẽ dành phần ái đây. Khi ai cũng mong muốn mình có những cái việc nhẹ nhàng thôi. Xin lỗi, trong cuộc sống, chúng ta thấy có ai muốn mình phải đi làm người hút rác không?
Có ai muốn mình phải đi xuống những cái hầm phân hầm cống cầu cống để mà chúng ta phải làm những cái công việc mà không ai làm. Nhưng mà rồi chúng ta thấy trong cuộc sống có những người đã quảng đại, có những người đã hy sinh làm những việc đó. Nhưng chúng ta đã không có ý thức, chúng ta cũng không suy nghĩ điều đó. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người vất vả để tạo ra cho chúng ta hột cơm, vất vả để dệt cho chúng ta một tấm áo để chúng ta mặc. Nhưng đôi khi chúng ta không nhớ đến những điều đó. Chúng ta không nhớ đến những điều đó và chúng ta đối xử bất công với người khác. Chúng ta thường chúng ta cứ tự cao tự đại, chúng ta nghĩ rằng là mình có tiền, mình có quyền. Đôi khi mình đi mua đồ hay là mình bỏ tiền ra để mình sử dụng cái dịch vụ nào đó. Đôi khi có những người coi đồng tiền như bánh xe bò. Và coi thường người khác, đối xử với người khác rất tệ. Chúng ta có bao giờ chúng ta đặt chúng ta là vào vị trí của chúng ngược người đó không? Đâu ai muốn phải chạy xe ôm. Đâu ai muốn phải chạy taxi. Nhưng mà tất cả vì miếng cơm manh áo, họ phục vụ. Nhưng mà đôi khi có những người cứ tưởng mình có tiền, rồi tự cao tự đại và ép người khác, cũng như rằng là hành hạ người khác, coi thường người khác. Có khi chúng ta thấy người ta bỏ vào rải đồng bạc, người ta đòi hỏi người khác cái này cái kia, và người ta điều khiển người khác, và đôi khi người ta coi thường người khác nữa. Chúng ta để ý đi, có những người rất nghèo, họ phải buôn gánh bán bưng. Có bao giờ chúng ta đặt vai trò vị trí của chúng ta vào những người đó hay không? Hay là có những người đi làm thuê cho chúng ta? Chúng ta đôi khi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta có tiền và chúng ta làm đủ mọi thứ hết. Chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta có tiền và chúng ta có quyền để rồi chúng ta hành hạ người khác. Chúng ta bắt người khác làm cho chúng ta vì chúng ta có tiền. Quên đi, đừng nghĩ như thế. Đừng nghĩ như thế. Chúng ta là ai? Dù là giàu đi chăng nữa, chúng ta cũng khởi đi từ người nghèo. Chúng ta khởi đi từ những người công nhân. Chúng ta khởi đi từ những người nghèo đó. Nhưng chúng ta đã không biết được điều đó. Chúng ta đã không ý thức được điều đó để chúng ta không sống khiêm tốn. Chúng ta không khiêm nhường. Càng nghèo, chúng ta càng phải cảm nhận ra được cái nghèo của người khác. Và chúng ta phải yêu thương người khác. Có bao giờ chúng ta đặt vị trí chúng ta là vào những người nghèo để chúng ta đi kiếm sống không? Chúng ta có đặt chúng ta là người nghèo không? Chúng ta dường như quên đi cái thân phận của mình. Đôi khi có vài ba đồng bạc, mình lại cứ tưởng rằng là mình ngon. Để rồi mình điều khiển người khác và mình coi thường người khác. Ngay trong đời sống gia đình mình cũng vậy. Vợ mình yêu thương mình. Chồng mình yêu thương mình, con cái yêu thương mình và nhiều người yêu thương mình lắm. Nhưng mà mình đã không nhận ra điều đó, để mình đối xử với người khác một cách bất công. Mình không nhận ra tình thương mà Thiên Chúa trao ban cho mình ngang qua những người đó. Và cuộc sống dễ lắm. Nếu như mình muốn người khác yêu thương mình, thì mình hãy yêu thương người khác trước đã. Nếu như mình muốn người khác phục vụ mình, thì mình hãy phục vụ người khác đã. Đừng đòi hỏi người khác khi mà mình không phục vụ cho người khác. Điều mà Chúa nói ngày hôm nay rất cần và rất đúng trong cuộc đời của chúng ta. Điều gì anh muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy. Xin cho chúng ta mở lòng ra để chúng ta luôn luôn biết rằng chúng ta cần người khác thì chúng ta cũng phải làm cho người khác như vậy. Và đặc biệt nói tới đây, con lại nhớ đến cái chuyện tổn thương. Trong cuộc sống không ai muốn mình bị tổn thương cả. Và rồi mình cũng đừng bao giờ làm tổn thương người khác. Có những câu nói, mình làm tổn thương người khác. Mình nhìn lại đi, mình không muốn tổn thương. Và vì vậy mình cũng đừng làm tổn thương người khác qua lời ăn tiếng nói của mình. Nếu như mình cảm thấy mình nói được những lời hay ý đẹp thì nói. Còn không thì thôi im lặng, đừng làm tổn thương người khác. Chúng ta đã hơn một lần bị tổn thương khi người khác coi thường, người khác chà đạp, người khác nói hành, nói xấu chúng ta.
và ý thức được điều đó, chúng ta cũng cố gắng, chúng ta đừng làm tổn thương người khác, bởi vì tâm hồn ai ai cũng nhạy cảm cả. Có khi vì một lời nói của người khác mà chúng ta đau lòng, và như thế chúng ta ý thức được chúng ta cũng đừng làm người khác đau lòng. Điều gì mình muốn người khác làm cho mình hãy làm cho người khác như vậy. Hãy nói những lời yêu thương. Hãy nói những lời tốt đẹp cho người khác để chúng ta đón nhận lại được những điều tốt đẹp. Đừng nói những lời cay đắng. Đừng nói những lời nghiệt ngã cho người khác. Chúng ta có vui vẻ gì khác đâu khi người khác đau khổ. Và chúng ta có đau khổ rồi chúng ta sẽ cảm thấy được điều đó. Cái khuôn vàng thước ngọc là điều gì mình muốn người khác làm cho mình. Hãy làm cho người khác như vậy. Rất hiện thực trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Để rồi mỗi ngày chúng ta đi loan báo tin mừng, chúng ta nói lời yêu thương cho người khác. Chứ đừng nói những lời cay đắng, đừng bỏ vạ cáo gian, đừng nói hành nói xấu. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó. Để chúng ta trao cho người khác lời yêu thương, chúng ta trao cho người khác bằng sự phục vụ của chúng ta. Điều gì mình muốn người khác làm cho mình muốn người khác phục vụ mình thì mình cũng phải phục vụ người khác trong cuộc đời này. Và như thế chúng ta sẽ cảm thấy nó bình an và nó thanh thản. Giê-xu, Ngài gọi con đi trên con đường hẹp, cho dù nhiều chông gai, nhưng con vững tin nơi Ngài. Vì có Chúa bên con, tình Ngài luôn sắt son, chẳng bao giờ Ngài để con bơ vơ. Giê-xu, xin Ngài cùng con đi chung trên đường đời, con đường của tha thứ, yêu thương tất cả mọi người. Vì sao con vẫn ham mê lợi danh, thù oán ghen chê, để được gì khi con xa lìa nhân thế? Lạy Chúa cho con mở rộng trái tim yêu người. Lạy Chúa dẫn đưa con trên đường thập giá. Chúa ơi, có Chúa luôn che chở, dù giông tố gian khổ, dẫu đường hẹp nhưng đưa con về bên Chúa. Bình con đường hẹp, con đường của chân lý, tin yêu Chúa Cha trên trời. Ngài ơi biến đổi con, Ngài ơi đỡ nâng con đến muôn đời, ca vang tình yêu Chúa. Lạy Chúa cho con mở rộng trái tim yêu người. Lạy Chúa dẫn đưa con trên đường thập giá. Chúa ơi, có Chúa luôn che chở, dù giông tố gian khổ, dẫu đường hẹp nhưng đưa con về bên Chúa. Bình an. Lạy Chúa cho con mở rộng trái tim yêu người. Lạy Chúa dẫn đưa con trên đường thập giá. Chúa ơi, có Chúa luôn che chở, dù giông tố gian khổ, dẫu đường hẹp
con về bên Chúa. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 6, lễ kính Trần Phước Yuta ở Thuringia. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Trần Phước Yuta ở Thuringia qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Vị thánh quan thầy của nước Phổ sinh trong một gia đình giàu có và quyền thế, nhưng từ trần cách đơn sơ như một người nghèo. Sau khi kết hôn với một người quý tộc và đạo đức, Yuta và chồng sống rất đạo hạnh. Cả hai quý trọng chân lý và cố gắng trau dồi nhân đức. Trong một cuộc hành hương đến các thánh địa ở Jerusalem, người chồng lâm bệnh và từ trần. Bà quả phụ Yuta ở vậy nuôi con. Sau khi con cái đã khôn lớn và có đủ nhu cầu cho đời sống, bà Yuta quyết định sống một cuộc đời chỉ để làm vui lòng Thiên Chúa. Bà bán mọi y phục, nữ trang, đồ đạc đắt tiền và gia nhập dòng Francisco thế tục với chiếc áo dòng tầm thường. Kể từ đó trở đi, cuộc đời bà tận tụy cho tha nhân, chăm sóc người đau yếu, nhất là người bị cùi, lo cho người nghèo ngay ở các lều tranh lụp sụp của họ, giúp đỡ người tàn tật và mù loa mà bà cho họ sống ngay trong nhà. Nhiều người quý tộc thời ấy đã cười nhạo bà Yuta là không biết dùng thời giờ cho đúng. Nhưng bà Yuta đã nhìn thấy diện mạo của Thiên Chúa trong các người bất hạnh và cảm thấy vinh dự khi được phục vụ. Vào khoảng năm 1260, trước khi từ trần không lâu, bà Yuta sống gần những người ngoại đạo ở miền đông nước Đức. Ở đó, bà dựng một mái nhà đơn sơ và không ngừng cầu nguyện cho sự hoán cải của những người chung quanh. Trong nhiều thế kỷ, bà được sùng kính như một vị quan thầy đặc biệt của nước Phổ. Con là cây bút chì, cây bút mọn hèn trong tay Chúa. Làm thân cây bút chì, trong tay Ngài con viết bài tình ca. Con viết bài ca yêu thương, thay cung đàn lộn nhịp. Con viết bài ca an bình, thay tiếng lòng buồn đau. Con viết bài ca cuộc đời, nhớ tình Ngài trên cao. Nơi âm u phù đầy, con vẽ niềm tin vào đời. Niềm tin vào đời là ánh mặt trời, Ngài soi khắp nơi cho con đi tới. Ngài ơi, Chúa dắt con đi, con không lo gì, con không sợ gì. Trong bàn tay Ngài con phó thác tin yêu. Chúa dắt con đi, con không lo gì, con không sợ gì. Trong bàn tay Ngài con phó thác tin yêu. Kính thưa quý thính giả,
Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe các câu chuyện về Thánh Tâm Chúa Giêsu với giọng đọc của Maria Mai Trà. Ngày 25. Trái tim Chúa Giêsu ước ao cứu linh hồn luyện ngục. Chúa phán với bà thánh Gê-chu-dê rằng: mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì cha vui mừng như con đã cứu chính cha ra khỏi nơi ấy. Thánh tích. Thánh nữ Margarita có lòng thương và hay cứu giúp các linh hồn trong luyện ngục cách riêng. Người gọi các linh hồn ấy là những người bạn đau khổ. Nhiều lần các linh hồn được Chúa cho hiện về với bà. Có linh hồn kể cho bà những hình khổ phải chịu và xin giúp. Có linh hồn cho biết đã được giảm bớt. Có linh hồn về cảm ơn bà và bay về thiên đàng. Thánh nữ Margarita hay nhường công nghiệp việc lành cho các linh hồn, khi thì 3 hay 6 tháng. Về sau, Chúa dạy bà phải nhường công phúc cả đời cho các linh hồn. Thánh nữ Margarita có chép chuyện sau. Một năm, bề trên cho tôi được chầu mình Thánh Chúa đêm thứ năm tuần thánh. Đang khi chầu, tôi thấy nhiều linh hồn hiện về xin cứu giúp. Cũng lúc ấy, Chúa Giêsu đến dạy tôi nhường công phúc cho các linh hồn cả năm. Tôi vâng lời ngay. Nhiều lần khác Chúa dạy tôi đền tội thay cho các linh hồn. Những lần ấy tôi phải chịu cơ cực quá sức, y như các linh hồn ấy đang phải chịu đền trong luyện ngục vậy. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Lạy Chúa, trong tháng này con xin dâng các việc con làm, những niềm vui, nỗi khổ cho trái tim Chúa Giêsu. Xin trái tim Chúa nhận lấy và ban ơn lành cho con. Amen. Mang trái tim cối cằn, Chúa cho con thay quả tim mới. Dưỡng nuôi con được lớn lên nhờ mạch suối trường sinh, bởi lòng thương xót bao la trọn đời con mãi hoan ca. Ôi tình yêu hài hà, một tình yêu vượt ngàn dặm xa. Lạy máu và nước từ trái tim Chúa, nguồn mạch yêu thương tràn chứa, nuôi sống con người. Lạy máu và nước từ trái tim Chúa, suối nguồn xót thương, chúng con xin tin thác nơi Ngài. Lạy máu và nước từ trái tim Chúa, chúng con xin tin thác nơi Ngài. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin thông báo, Đức Mẹ Paul Mann hiện đang thánh du tại Houston, Texas. Quý vị nào muốn rước Đức Mẹ về gia đình để cầu nguyện, xin gọi cho chị Lan Chi, số phone 405-973-6348. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để biết thêm về tiểu sử Đức Mẹ Paul Mann.
Xin cảm ơn quý thính giả. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện về thiên thần bản mệnh do một linh mục công giáo tên Lemmy kể lại qua giọng đọc của Teresa Mai Phương. Một phụ nữ công giáo đạo đức xin tôi đến ban bí tích sức dầu thánh cho chồng bà. Ông đau nặng nhưng chưa hẳn ở vào giai đoạn cuối đời. Do vậy, bà ước ao cho chồng được lãnh nhận bí tích bệnh nhân khi còn tỉnh táo. Bà tự nhủ, đâu ai biết được giờ chết sẽ xảy đến thình lình như thế nào. Tôi nhận lời đến ngay, nhưng không mang theo dầu thánh, sợ gây hoảng sợ cho người bệnh. Lúc đến thăm, tôi ngạc nhiên khi thấy chính ông chồng ngỏ lời xin tôi ban phép bí tích sau cùng cho ông. Tôi vội vàng ra về và hứa sẽ trở lại ngay, mang theo dầu thánh. Bà vợ nói với tôi, thưa cha, con khép hờ cánh cửa ra vào. Khi nào đến, xin cha cứ tự tiện đẩy cửa vào nhà. Nhà hai ông bà ở trong một chung cư nơi lầu 6. Vào thời kỳ đó, các chung cư chưa có thang máy. Một giờ sau, tôi bước vội lên cầu thang, nhưng vô ý không tính xem mình đang ở lầu mấy. Bất ngờ, tôi thấy trước mặt một cánh cửa khép hờ. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Một người đàn ông đang nằm trên giường, không giống như người đàn ông lúc nãy. Nhưng tình trạng bệnh hoạn lộ vẻ trầm trọng rõ ràng. Tôi lúng túng xin lỗi và chào thăm ông. Không ngờ, người bệnh như tỏ dấu hài lòng trông thấy một linh mục công giáo. Ông nói ngay, cha có biết không? Từ một tuần nay, con nài nỉ nhà con mời một linh mục đến cho con gặp, nhưng nhà con cương quyết từ chối. Bởi lẽ, cả hai vợ chồng chúng con đều là kẻ vô thần. Riêng con, ý nghĩ biết mình sắp chết khiến con kinh hoàng. Con liền tìm cách trở về với đức tin con nhận lãnh trong thời thơ ấu. Nhà con không đồng ý với con. Nhà con nói, hễ là kẻ vô thần thì phải vô thần cho đến chết. Không có chuyện tôn giáo nhảm nhí vào giây phút cuối đời. Thấy nhà con một mực từ chối, con liền quay sang khẩn khoản nài van thiên thần bản mệnh con cứu giúp. Con nhớ lại bài học giáo lý ngày con còn nhỏ về sự trợ giúp của thiên thần hộ thủ. Và thiên thần bản mệnh đã ra tay cứu giúp. Bà vợ của ông vừa ra khỏi nhà nhưng quên đóng cửa lại. Còn tôi lại đi lộn cửa, vào nhầm nhà của ông. Tôi vui mừng nghe câu chuyện ông vô thần vừa kể. Tôi giúp ông dọn mình nhận lãnh các bí tích sau cùng. Tôi trao cho ông mình Thánh Chúa làm của ăn đàng. Xong xuôi đâu đó, tôi cẩn thận khép kín cửa lại và tiếp tục leo cầu thang lên lầu 6, nơi người bệnh thứ nhất đang chờ đợi tôi. Vừa đi, tôi vừa đọc kinh cầu cùng Thánh Thiên Thần bản mệnh. Lạy Thiên Thần Chúa là đấng gìn giữ con. Xin Thiên Thần soi sáng tâm trí con, gìn giữ trái tim con, nâng đỡ thân xác con và hướng dẫn con. Vì con được tình yêu thiên quốc giao phó cho thiên thần chăm sóc. Amen.
lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc chí thánh của chúng con. Chúng con xin Chúa ban phước cho ngôi nhà và cho gia đình chúng con. Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi điều ác. Lạy Thánh Thiên Thần Mikael, hãy bảo vệ chúng con chống lại tất cả những kẻ xấu xa của địa ngục. Lạy Thánh Thiên Thần Gabriel, xin hãy ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con có thể hiểu được thánh ý của Đức Chúa Trời. Lạy Thánh Thiên Thần Raphael, xin bảo vệ chúng con khỏi mọi bệnh tật và mọi nguy hiểm đến tính mạng. Lạy các Thánh Thiên Thần hộ mệnh, xin gìn giữ chúng con ngày và đêm trên con đường cứu rỗi. Amen. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị và các bạn nghe đọc truyện Hạnh Thánh Francisco Assisi do Anton và một nhóm anh em biên soạn với giọng đọc của Maria Minh Liên, Phêrô Đức Thành và Maria Bích Vân. Chương 11. Dòng nhất mở rộng, dòng nhì khai sinh. Cùng với bước chân của Francisco và của anh em, thứ ánh sáng mới lạ phát xuất từ Pozzuncola trong một thời gian ngắn đã rải khắp nước Ý. Nghe lời giảng dạy
nhiều người đến xin nhập dòng. Nhiều tu viện nhỏ và nghèo đã nhô lên đây đó. Sử chép rằng, khi Francisco từ giã Pozzuncola đi tìm những nơi tịch mạc, ngài thường chọn các anh Angelo, Rufino, Matteo và Leo làm bạn đường. Với một hay vài anh em trong đoàn này, ngài thường đến ở những nơi như Caseri, Santo Ubano, gần Nani, Fonte Colombo, gần Rieti, Monte Casale, gần Borgo San Sepolo, Sele, gần Cortona, Cote, gần Notiano, Sateo, gần Chiusi, và Lavena, giữa thung lũng Casentino, nơi đã xảy ra phép lạ năm dấu. Hầu hết những tu viện nhỏ kể đây đều ở giữa những phong cảnh đẹp. Riêng ở Caseri, ngày nay còn giữ được di tích sinh hoạt của anh em thuở ban đầu. Các phòng tu là những hang nhỏ khuất bóng dưới lá cây, ăn sâu vào sườn núi đá, thấp thoáng trên dãy Subasio. Nơi đây có thể nhìn xuống thấy rõ Assisi. Nơi Francisco đọc kinh và ngủ nghỉ là một động đá chênh vênh bên bờ một hố sâu thăm thẳm. Cao hơn một chút là khe đá, chỗ anh Sinvete ở ẩn và nói chuyện với Chúa như hai người bạn tâm sự với nhau. Xa hơn độ vài trăm thước, cách một ngọn suối trong, là hang đá của hai anh Bernardo và Rufino. Ở đâu, dòng sơ khai cũng thâu nhận đủ hạng người. Theo gương Chúa, anh em giữ luôn một tinh thần công giáo đại đồng. Những người chất phác vụng về, hay thông thái có tài tổ chức, những người ương gàn kỳ khôi, hay có lương năng sáng suốt, những người trong trắng ngây thơ, hay những tâm hồn tội lỗi, Francisco đều đón nhận rộng tay. Hai câu chuyện sau đây là một dẫn chứng. Người nông dân. Gioan, tục gọi là Đơn Giản, là một thanh niên đồng quê chuyên nghề cày ruộng. Quê anh ở Nociano, cách Assisi ba dặm. Một hôm, đang cày ngoài đồng, có người đến tin cho anh biết Francisco đang quét cho một ngôi nhà thờ gần đấy. Anh vội bỏ cày, chạy đến, giành lấy chổi, quét thay cho Francisco. Quét xong, anh kéo Francisco ra ngoài ngồi bên bờ ruộng. Anh kể nỗi lòng. Lạy cha, đã từ lâu con nghe tiếng cha,
con muốn theo cha, nhưng chẳng biết cha ở đâu mà tìm. Hôm nay, may Chúa cho gặp, xin cha dạy con, muốn nhập dòng, phải làm những gì? Thấy người thanh niên đơn sơ mà có nhiều thiện chí, Francisco biết là có thể trở nên một tu sĩ nhân đức được. Ngài nói, con muốn nhập dòng tôi, thì trước hết có của gì riêng, hãy từ đi, rồi làm như các anh em khác, là đem phát hết cho người nghèo. Nghe dứt lời, Doan chạy vội xuống ruộng, tháo đôi bò cày, dắt một con đến xin Francisco quyết định. Anh nói, đây là phần gia tài con, bấy lâu khó nhọc cày bừa cho cha mẹ, lãnh phần con bò này cũng xứng đáng. Con xin phát cho người nghèo, nhưng biết phải làm thế nào? Cha mẹ anh cũng nghèo, lại đông con. Khi được tin mất người con lớn, lại mất cả con bò, ông bà liền tìm đến Francisco mà khóc lu bù. Francisco thương quá, ngài bảo, thôi đừng khóc nữa, ông bà cứ về, dọn một bữa cơm, chúng ta đồng bàn với nhau một bữa. Rồi tôi sẽ giải quyết cho ông bà vui lòng. Giữa bữa cơm chiều hôm ấy, Francisco bảo hai ông bà, có người con giúp việc cho Chúa, đó là một vinh dự lớn cho ông bà. Vì làm tôi Chúa, tức là cai trị, với lại ông bà càng thêm giàu có, vì bao nhiêu anh em Doan gặp trong dòng sẽ như là những đứa con của ông bà. Vậy để ông bà vui mừng, xin ông bà giữ lại con bò, làm kỷ niệm nhắc nhở Gioan. Thế là Gioan nhập dòng vui vẻ. Khi mặc áo dòng, anh quyết bất cứ lúc nào và ở đâu cũng sẽ bắt chước đúng hệt cử chỉ hành động của cha linh hồn là Francisco. Và từ đó, hễ Francisco đứng lại cầu nguyện là Gioan cũng đứng lại cầu nguyện. Ngài quỳ gối, Gioan cũng quỳ gối. Rồi Gioan thở ra khóc lóc, đánh ngực, giang hai tay lên trời mỗi khi thấy Francisco làm như thế. Cho đến những lúc ngài ho, ngài nhảy mũi, nhất nhất Doan đều làm theo đúng hệt. Nhận thấy cũng kỳ, bữa kia Francisco hỏi lý do, Doan thưa rằng, thưa cha, con giúp lòng nên thánh bằng cách học theo tất cả những việc cha làm. Cái kiểu mẫu ấy, có ai đổi cho con thứ gì quý mấy, con cũng không đổi. Đối với Doan, Francisco thương mến riêng, đi đâu ngài cũng thường đem theo. Chẳng may Doan chết sớm, Francisco tin rằng Doan đã lên thiên đàng. Ngài thường nhắc nhớ và gọi là anh thánh Doan của chúng ta. Ba anh cướp. Đến những người trộm cướp cũng được Francisco đem lòng thương cải thiện thành người nhà. Một hôm, có ba anh cướp đến gõ cửa tu viện Monte Casale xin bữa cơm. Vị thủ viện là Angelo, nguyên trước là một hiệp sĩ. Thấy mấy tên cướp, con người giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, bỗng nổi cơn thịnh nộ,
quát tháo một hồi rồi đuổi đi. Bà anh cướp bị nhục, giận lắm, kéo nhau đi. Cướp vừa đi, Francisco cũng về tới. Trong bị có mấy mẩu bánh và một chai rượu. Biết chuyện, Francisco liền phê bình Angelo, ngài trách. Anh thiếu bác ái. Anh muốn khuyên người tội lỗi trở lại, thì phải dùng lời ngọt ngào. Ai lại đi mắng người ta? Anh không giữ đúng lời phúc âm. Người bệnh mới cần đến anh thuốc. Thầy Chí Thánh của chúng ta không đến gọi người lương thiện. Ngài chỉ đến gọi người tội lỗi, thống hối ăn năn. Anh đã hành động phản bác ái, phản phúc âm. Nhân danh Đức vâng lời, anh cầm ngay chai rượu và mấy cái bánh này. Mau đuổi theo ba anh cướp. Thế nào cũng phải tìm cho ra. Thấy bóng mấy anh cướp ấy, anh phải kêu: Này các anh, xin mời các anh lại dùng bánh và rượu Francisco gửi biếu. Rồi anh bày thức ăn ra, quỳ xuống khiêm nhường xin lỗi, đã xử tệ với họ. Anh nhớ nhắn lời tôi khuyên họ, cải giữ về lành, đừng cướp giật của người nữa. Nếu họ chịu, tôi sẽ bảo đảm cái ăn cái mặc cho, không thiếu một thức gì. Angelo đuổi theo, gặp ba anh cướp và làm theo lời Francisco dặn. Anh còn dọn thêm trứng và sữa, mang theo nữa, rồi khiêm tốn vui vẻ đứng hầu cơm. Từ đó, ba anh bỏ nghề cướp đường, vui sống nghề đốn củi. Sau cùng ba anh nhập dòng, sống đạo đức và chết lành như những người Chúa chọn. Ở bất cứ tu viện nhỏ nào, nếp sống và anh em Porciuncola cũng được đề cao, làm gương mẫu. Mỗi khi nói đến nhân đức người tu sĩ, Francisco thường nhắc đến những anh em thuở ban đầu. Ngài hỏi: Người tu sĩ hèn mọn chính tông là ai? Rồi ngài tự trả lời: Là Bernardo, có đức tin son sắt và lòng khó nghèo. Là Rufino, có tinh thần cầu nguyện, nằm ngủ mà vẫn cầu nguyện. Là Egidio, chìm sâu vào Chúa. Là Angelo, lịch thiệp nhã nhặn. Là Junifero, kiên nhẫn biết quên mình. Là Leo, đơn giản và trắng trong. Là Marcelo, có lương năng, lợi khẩu và biết tự trọng. Là Roger, tha thiết cứu rỗi các linh hồn. Là Lucido, siêu thoát không chịu ở chỗ nào quá một tháng, vì lẽ rằng ta không có nhà cửa vĩnh viễn ở trần gian. Chị Clara. Mùa vọng 1212, sau khi giảng xong ở các miền Toscana và Perugia, Francisco về giảng ở Assisi. Trong số thính giả hâm mộ vị tiên tri thành nhà, có một thiếu nữ diễm lệ đã đến gặp riêng ngài, xin ngài hướng dẫn. Và sau này, hơn ai hết, đã thể hiện đúng lý tưởng của nhà tu sĩ nghèo. Thiếu nữ ấy tên là Clara. Clara là em họ của Rufino. Mẹ chị là bà Ortolona. Lúc có thai, mộng thấy con gái bà sau này sẽ là ánh sáng soi lối cho nhiều người.
nên đã đặt tên con là Clara, nghĩa là người con gái chiếu ánh sáng. Clara có hai em gái là Anne Beatrice và một em trai tên là Martino. Thân sinh là ông Faverone đã từ trần. Chị em đều thuộc quyền giám hộ của ông chú tên là Monando. Sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc, Clara cũng như các thiếu nữ khuê các khác, biết đọc, biết viết La ngữ, biết âm nhạc, biết thưởng thức những bài thâm thúy hùng hồn. Ngày nay, đọc những bút tích di cảo của chị, qua các chữ dùng và câu văn, người ta thấy chị đã chịu ảnh hưởng nhiều các nhà thơ rong và các chuyện anh hùng ca của thời đại. Nhìn chiếc áo trắng dài chị thêu tặng Francisco mặc lúc làm anh phó tế, đường kim mũi chỉ cũng chẳng thua ai. Chị lại thích các thứ hoa huệ, hoa hường, hoa rau má tím, là những thứ hoa tượng trưng cho lòng trinh khiết, lòng bác ái và lòng khiêm hạ. Có thể nói được, Clara là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn. Về đức hạnh, chị là một người có thủy chung, cương quyết mà dịu hiền. Từ thuở nhỏ, tâm trí đã hướng về Chúa. Một ngày chị đọc kinh lạy cha không biết bao nhiêu lần. Lên 12 tuổi, cha mẹ đã hứa hôn, nhưng chị vẫn xin chuyển hạn mãi. Thời gian ấy, chị lo chuẩn bị những dự tính riêng. Trong cách ăn mặc, chị vẫn trang sức diễm lệ, đúng địa vị của một nàng con gái quý tộc. Nhưng dưới làn áo lụa, chị mặc thêm một tấm áo nhặng và thường ngày sống theo một kỷ luật khắt khe, làm lụng thay người nhà, đảm đang như một bà chủ gia đình. Chị đặc biệt thương mến người nghèo và coi thường tiền bạc của cải. Chị giúp đỡ họ tận tình, có khi dành những miếng ngon nhường cho những người lỡ đường bước đến hành khất trước cửa. Và tháng ngày qua, Clara hình như sống trong một niềm chờ đợi. Có lẽ với lời giới thiệu của Rufino, Clara đến gặp Francisco. Với ơn Chúa, lời lẽ của người nghèo thành Assisi đã làm cho chị cảm động. Nếp sinh hoạt của người hiệp sĩ kiểu mới này trước đây cũng đã hấp dẫn và nói với chị nhiều. Bây giờ, chị sung sướng gặp được vị hướng đức lâu ngày mong mỏi. Tất cả gia đình Pozzuncola từ đây sẽ là những người hưởng đức và gương mẫu của chị. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, chị đã trình bày với Francisco ý định bỏ hẳn thế gian để làm tôi chúa, theo một đường lối với anh em. Nhưng cơ hội thuận tiện chưa đến. Hơn nữa, thế nào gia đình cũng cản trở. Vì như chị mà xếp hàng với lớp dân nghèo, lao động, để nuôi thân, hay ngửa tay xin của bố thí. Sống cuộc đời hành khất như anh em ở Pozzuncola, tức là đi ra ngoài truyền thống quý tộc, bỏ nền nếp gia phong. Francisco
Francisco thoát ly được gia đình đã khó, huống chi Clara còn khó hơn nhiều. Một lần gặp Francisco, Clara cho ngài biết gia đình đang thúc giục chị nhận lời hứa hôn. Chị đã 18 tuổi rồi. Biết rằng bàn cãi với gia đình không xong vì không ai nhượng bộ, Francisco nhất định can thiệp. Tối ngày lễ lá, 18 tháng 3, năm 1212, nửa đêm, cả nhà chẳng một ai hay. Clara và Pacifica, vừa là chị họ, vừa là tâm phúc. Cả hai trốn khỏi nhà, dẫn nhau đến Pozzuncola. Ở đây, một lễ giao duyên thiêng liêng sắp cử hành. Trước bàn thờ Đức Bà Thiên Thần, Francisco và anh em, đèn đuốc sáng trưng, đã chờ sẵn. Nàng dâu đã đến, lễ hiến dâng bắt đầu. Clara quỳ xuống, Francisco cắt tóc cho chị, và cho bận chiếc áo nâu, thô dày như áo của anh em. Lễ xong, anh em dẫn cả hai người đến gửi tạm trong dòng nữ. Các chị Benedicto ở Bastia, cách Pozzuncola 3 cây số, giữa một cánh đồng lầy. Tin người con gái trốn nhà làm cả họ hàng náo động. Thân nhân nhất định đến nhà dòng bắt Clara về. Biết thế, Clara trốn vào nhà nguyện. Khi bà con bắt lôi đi, một tay chị ôm chặt lấy bàn thờ, một tay chị cất lúc cho mọi người thấy, đầu đã cạo tóc. Chị còn cho biết, lễ hiến dâng cho Chúa Kitô đã cử hành rồi. Bà con chẳng biết ăn nói làm sao, đành phải lui về. Ít ngày sau, cùng với Bernardo và Felipe dài, Francisco tới dẫn hai chị em đến gửi tại nhà các nữ tu dòng Thánh Phaolô. Ở tu viện San Angelo, phía tây đỉnh núi Subasio, cách Caseri 1 cây số. Hai tuần sau, em gái Clara là Anne cũng bỏ nhà trốn đến theo chị. Chuyến này, cả họ hàng không ai nhượng bộ nữa. Ông chú là Monando, dẫn đầu một toán 12 kỵ mã đến áp đảo các nữ tu, bắt trả cháu ông. Chuyện kể: lúc mới đến, ông làm ra bộ tử tế để nhà dòng mở cửa cho ông vào. Nhưng lúc thấy mặt hai người cháu, ông bỗng quát mắng om sòm, rồi ra lệnh cho Anne nhất thiết phải theo ông về. Anne cũng nhất thiết không chịu. Trước lòng cương quyết của người con gái 15 tuổi, một kỵ mã nổi hung, nhảy vào nắm tóc Anne lôi ra. Đến cửa, cả bọn xông vào, bồng Anne lên ngựa, theo đường nhỏ xuống núi. Anne hết sức giãy giụa, quần áo và tóc vướng cả vào gai góc. Biết không thoát được, Anne vội kêu cứu. Chị Lara, chị Lara, cứu em với! Clara chỉ còn nước là quỳ xuống kêu với Chúa xin cứu đứa em gái. Đã
muốn hiến toàn thân cho Chúa. Bỗng người Anê nặng như một khối đá, không ai nhắc nổi nữa. Một người kỵ mã đã phải nói: suốt đêm ăn chì hay sao mà nặng dữ? Điên tiết, ông Monando nắm tay thoi một thoi mạnh vào mặt Anê. Nhưng ông bỗng kêu thét lên, tay ông như thoi vào một tảng đá. Giữa lúc ấy, Clara chạy đến, hùng dũng như một viên nữ tướng. Chị ra lệnh cho bọn lính không được động đến em chị nữa. Cả bọn tự nhiên trở thành hiền lành ngoan ngoãn, rồi không ai bảo ai, lặng lẽ kéo nhau về. Francisco đến, cắt tóc và nhận lời Anne khấn hứa. Đức giám mục Guido cũng công nhận và ủng hộ. 4 tháng sau, ngài cho chị em ngôi nhà nguyện thánh Damiano, nơi Francisco đã xây lại mấy năm trước. Thế là từ Damiano đã phát tích dòng nhì, dòng các nữ tu nghèo, ta gọi là dòng thánh Clara. Không bao lâu, có rất nhiều phụ nữ đủ các giai cấp đến xin gia nhập. Trong số đó có cô em gái thứ 3 của Clara và Beatrice, bà mẹ là Ortolona, 2 cháu gái Bavina và Amata, con ông Martino. Riêng chị Anne ở Damiano 7 năm, rồi được cử đi lập dòng ở Monticelli, gần Florencia. Francisco đã thành lập dòng nhì. Nếu bảo rằng đi giảng đạo dân ngoại là tiêu biểu sức cố gắng tuyệt độ của hoạt động tông đồ bên ngoài, thì dòng nhì lại là kết quả đẹp nhất của hoạt động tông đồ bên trong. Hoạt động tông đồ của dòng nhất đã được lời kinh và công nghiệp của dòng nhì nâng đỡ. Thánh nữ Clara đã thể hiện đến cao độ nhất lý tưởng Francisco về cầu nguyện, sống nghèo, hy sinh và vui vẻ. Ở Damiano, chị em cũng khuôn đời sống đúng nghĩa phúc âm và đúng luật dòng của anh em. Hằng ngày, các chị em đọc chung các giờ kinh của giáo hội, làm việc lao động để nuôi thân, săn sóc người bệnh hoạn tàn phế, hãm mình đền tội và ăn ở khó nghèo, không khác gì anh em ở Pozzuola. Anh em ở Pozzuola giữ việc giảng dạy và hướng dẫn, khi đi xin về thường chia phần cho các chị em. Cũng như vị thầy hướng đức, Clara có lòng khiêm tốn, độ lượng, lạc quan, ai cũng thương mến. Ngày ngày chị tận tình săn sóc những người bệnh tật, như Francisco đã làm buổi đầu. Năm 1221, nghe tin 5 anh em hèn mọn được phước tử đạo ở Maroc, chị cũng hăng hái xin đi, nhưng lời xin không được chấp thuận. Chị ca ngợi Chúa đã tạo thành vũ trụ đẹp xinh. Chị xin trồng đủ thứ hoa trong vườn, chị thương mến loài vật. Thường chị vẫn khuyên chị em ngắm cảnh thiên nhiên, trời mây cây cỏ, mà tán tạ uy quyền và lòng thương của Chúa. Kính thưa quý thính giả,
chương trình đọc truyện xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý vị nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Xưa ta sống như xa lạ là kẻ nghịch thù, không mơ ước chi hơn là trần gian vui thú. Nay do Chúa thương kéo ta làm hòa với Cha, làm bạn hữu Ngài do Thánh Linh sống trong tình yêu. Xưa ta vì như nô lệ phận kiếp đọa đày, đâu mơ ước chi được ngày tự do trong Chúa. Nay do Chúa thương
được tác sinh làm con của người, con dâu yêu hướng ra nghiệp cha. Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa, tình Chúa ôi thắm sâu trời biển bao la. Chúa đã chết ngài trên cho ta. Đây khi chúng ta được ơn dày an, nhờ máu Chúa đổ xuống mang thay nguồn ơn. Đâu tội lỗi dắt leo khổ đau lan tràn, từ đó ân sủng chứa tràn vô vàn. Đâu tội lỗi dắt dèo khổ đau lan tràn, từ đó ân sủng chứa tràn vô.